Ngày 27 tháng 9 năm 2021, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có công văn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính COVID-19. Sở Y tế cho biết căn cứ các chỉ đạo công tác xét nghiệm đến 30 tháng 9 và chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Y tế về kết quả test nhanh dương tính được ghi nhận là F0 đối với những trường hợp được chỉ định cách ly tại nhà. Trong thời gian cao điểm chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện xét nghiệm test nhanh để phát hiện sớm các trường hợp mắc COVID-19 và đưa vào chăm sóc điều trị. Từ ngày 20 tháng 8 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 150.000 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính COVID-19. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Y tế hiện nay, chỉ những trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định mới được lấy mã số xét nghiệm real-time PCR. Để có cơ sở chính thức báo cáo các trường hợp test nhanh dương tính với COVID-19, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế xem xét và chấp thuận cho Thành phố Hồ Chí Minh công bố chính thức số ca test nhanh dương tính với COVID-19 như là ca khẳng định. Đồng thời, cấp mã số cho tất cả ca bệnh test nhanh dương tính với COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh để được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.